Đây, để tôi rao qua một đoạn bán vé số cho nghe nghe. Vé số Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Thuận, Trà Vinh, Hậu Giang, Đà Lạt, sáng mua chiều mình hốt bà. Đã cả nhà. Vé số sáng mua chiều sổ chiều lấy rổ đựng tiền, mua với chiền đeo cần cù. Ngày xưa nhà gỗ nhà cây, ngày nay trúng số ta xây nhà lầu. Nói chung thì hôm nay mình trên đường đi chơi gặp có ông anh bán vé số cũng hay giờ mình nhờ ổng giao lại cho cả nhà mình xem nha. Rồi bữa nay trời mưa bán vé số ế quá bà con cô bác ơi, anh em con cháu gì ủng hộ người một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ gì cũng được. Đây để tôi rao qua một đoạn bán vé số cho nghe nghe. Vé số Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Thuận, Trà Vinh, Hậu Giang, Đà Lạt, sáng mua chiều mình hốt bà. Quá đã cả nhà. Vé số sáng mua chiều sổ chiều lấy rổ đựng tiền, mua với chiền đeo cần cù. Ngày xưa nhà gỗ nhà cây, ngày nay trúng số ta xây nhà lầu. Chiều nay có đám mưa rào, mua tờ vé số thì nợ nào cũng sống. Thần tài chờ đoạn tương lai huy hoàng, nước mình vé số rõ ràng, sáng bỏ 10.000 chiều lấy 40 cây, 10 cây trả nợ còn 30 cây thì xây nhà. Thần tài chờ đoạn anh đây, mua đâu cũng phải trả tiền, mua đây giúp đỡ bạn hiền, cảm ơn. Trúng rồi ngồi nhậu lấy đây, nợ nần trả hết cũng còn 1.2 tỷ. Hết tiền trong bụng rối beng, có tiền mắt sáng như đèn xe ơi. Thần tài chờ đoạn anh ơi, nhanh tay mà lửa số nước mình thỉnh ra. Tiếc chi chỉ có 10.000, mua tờ vé số thì bạc vàng trống tay. Trúng rồi mua sắm lấy đây, nợ nần trả hết cũng còn 1.3 tỷ. Chiều buồn gió thổi hiu hiu, muốn lấy 2 tỷ phải bỏ ra 10.000. 10.000 có đáng là bao, trúng tờ vé số lớn lao vô cùng. Sông sâu nước chảy đá mòn, 29 đặc biệt giờ còn nằm đấy. Bây giờ đang ở nhà cây, 29 đặc biệt thì mình xây nhà lầu. Ở đây. Hôm nay về em về mũi Cà Mau gặp ông anh bán nhà lộng lẫy luôn. Vé số ông rất là vui tính nha quý cô chú anh chị. Đây bán vé số chứ ủng hộ cho mấy vé ơi. Nhờ cái nước rau vé số mà đeo tới cỡ này đi quý cô chú anh chị đó. Một cái giọng rau vé số rất là ngọt ngào luôn nha. Vỗ tay cho mà. Rồi 1 2 3 cho em xin một tràng vỗ tay thôi. Bây giờ em cũng xin khép video tại đây nha cả nhà. Anh bán vé số này anh cũng đi sáng giờ nghe, anh đi cũng mệt cũng khan tiếng rồi thôi, bây giờ hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha. Nếu như gặp ảnh được lần nữa thì ảnh nhờ ảnh sẽ giao lại cho cả nhà mình xem những cái clip hay hơn nữa nha. Chào tạm biệt cả nhà nha.